Thời gian gần đây, bệnh dạy có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có nhiều ca tử vong. Riêng 9 tháng năm 2023, cả nước ghi nhận 64 ca tử vong do bệnh dạy. Người dân không chủ quan, có thể chủ động tiêm vaccine dự phòng trước và tiêm ngay sau khi bị vật nuôi cắn để kịp thời bảo vệ sức khỏe, tính mạng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Châu Việt, trưởng khoa hồi sức tích cực nhiễm và COVID-19, Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết khoa vừa tiếp nhận, điều trị cho 2 bệnh nhi mắc bệnh dạy trong tình trạng nguy kịch được chuyển từ Gia Lai và Đắk Nông xuống, một bé 8 tuổi và một bé 13 tuổi. Các bệnh nhi nhập viện vào giai đoạn viêm não, tổn thương não nặng, tính mạng nguy kịch. Người nhà bệnh nhi cho biết, trước đó các bé không kể cho gia đình biết là bị chó cắn. Hiện 2 bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định. Theo các chuyên gia y tế, tiêm vaccine dạy cho cả người và động vật, chủ yếu là chó, mèo, là biện pháp hiệu quả để phòng chống bệnh dạy. Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dạy, tuyệt đối không tự lấy nọc, đắp lá, ớt bột, nhựa cây. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100% đối với cả người và động vật,